Ok, chào mấy chị. Hôm nay mình đây coi. Sorry. Hôm nay là bữa thứ 6 mấy chị về system đó. Thành ra có thể nói tối hôm nay đó mình nói về cái phương pháp tiếp cận. Nếu mấy chị nghe cái chữ phương pháp tiếp cận này đó thì mấy chị nghĩ là chắc mình cũng đã nghe qua rồi đó. Thật tế là mình cũng đã nói nhiều lần rồi mấy chị, đặc biệt là dạo gần đây nó An Nguyễn có nói về với phương pháp tiếp cận cái 6 cái bước đó. Mấy chị cũng nên nghe đi nghe lại. Hôm lái xe trên đường về mình cũng nghe nhiều lần. Thành ra mấy chị nên nghe đi nghe lại những cái phương pháp tiếp cận nó như thế nào, những cái cách nói nó như thế nào đó mấy chị. Thành ra hôm nay đó mình mong là một số mấy chị nên theo dõi kỹ. Và tại vì có thể nói đây là một trong những cái webinar, một cái chương quan trọng nhất đó mấy chị, trong cái phần mà mình xây cái sự nghiệp của mình với New Skin đó. Thành ra cái hình này đó nó nói cái vấn đề là cái cuộc hành trình của mình đó chị, từ mấy chị từ cái lúc khởi đầu đi qua nhiều cái giai đoạn, cho nó là một cái cuộc hành trình đó chị. Và trong cái cuộc hành trình đó đó nó có nhiều cái đoạn đường mà thường đó mấy chị, những cái đoạn đường nó đầy chông gai, nó từ distributor rồi lên executive, sau đó là lên gold rồi lên gì đó layer lapis, thì thường nó là lên lapis nó rớt xuống lại gold, hay là lapis lên tới ruby nó rớt xuống lapis. Người ta hay nói là lapis lam, thường thường người ta ở đó cái lapis nó lâu lắm anh chị, rồi lên từ từ lên emerald rồi diamond rồi blue diamond rồi lên thymid. Và dĩ nhiên là cái thymid là blue diamond, nó là cái goal, nó là cái mục tiêu của một số anh em mình, đó là cái mốc mà mình có thể gọi là cái sự thành công đó anh chị. Nhưng mà trên đoạn đường đó lắm anh chị biết sao, nó có một cái đoạn trong cái bước khởi nghiệp đó mấy anh chị, nó có một cái đoạn mà trong đó đó mình có thể nói với mấy anh chị nó là giống như bước qua một cái bãi mìn này. Bước qua một cái bãi mìn, và có thể một số rất đông mấy anh chị có mặt ở trong cái webinar hay là đang nghe cái bài này đó mấy anh chị, mấy anh chị một là đang bắt đầu bước qua bãi mìn, hay là mấy anh chị đang chơi vơi ở giữa cái bãi mìn cũng có. Hoặc là mấy anh chị dĩ nhiên là nếu mà đụng phải mìn đó thì chắc tối nay không có nghe được cái bài này rồi. Nhưng mà mấy anh chị biết đó là trong tất cả các cuộc hành trình ở trong bất cứ ngành nghề nào cũng vậy đó chị, nó có một cái giai đoạn mà rõ ràng nó đang giống như là mình bước vào một cái bãi mìn đó mấy anh chị. Chỉ có cái vấn đề là mấy anh chị có được cái bản đồ, hay là có cái GPS, hay là mấy anh chị bước theo cái dấu chân của những người mà người ta đã bước qua cái bãi mìn đó và người ta đã vượt qua được cái giai đoạn đó một cách thành công đó mấy anh chị. Bây giờ mấy anh chị chỉ theo cái dấu đó thôi. Thành ra đó mình rất ngạc nhiên khi trong một số mấy anh chị, dĩ nhiên là cái số này không đông lắm, gia nhập Network Marketing, gia nhập New Skin mấy anh chị, sau đó mấy anh chị tự ý đi một mình, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, mấy anh chị chế ra cái đường đi riêng của mình, và mấy anh chị biết sao, mấy anh chị đang bước qua cái bãi mìn. Thành ra mình chỉ nói cho mấy anh chị biết, và cái này là một trong những cái để cho mấy anh chị thấy. Nếu mấy anh chị ở trong cái webinar đang lắng nghe cái webinar hôm nay đó mấy anh chị, nếu mấy anh chị trong vòng 6 tháng, tức là gia nhập New Skin trong vòng 6 tháng, thì mình có thể nói chắc với mấy anh chị đó là mấy anh chị đang bước qua cái bãi mìn. Mà có nhiều khi mấy anh chị không biết đây, mấy anh chị đang bước qua cái bãi mìn nha. Chỉ có một cái là mấy anh chị không biết đây. Thành ra tôi có thể nói đây là một trong những cái bài được hướng dẫn với anh chị đó làm sao được vượt được qua cái bãi mìn để thành công. Thì chắc chắn mấy anh chị muốn nghe tiếp nha. Và mình nghĩ là đây là một trong những cái bước rất quan trọng đó chị. Rất nhiều người bỏ mạng xa trường, rất nhiều người đó trở thành thương phế binh, hoặc là rất nhiều người mới gì sợ quá, sợ có nhiều khi đó chưa bước qua bãi mìn nhưng mà biết là mình bước qua bãi mìn đó, mới nghe nổ một vài nơi, hay là mới nghe một vài người bạn mình ở phía trước mặt nó đang ngồi đang bị trỏng gọng, thì tự nhiên nó mình toát mồ hôi hột, hay là lạnh chân quá phải quay lui về mấy chị. Đó là những người mà người ta bỏ cuộc ở trong cái business này, là tại vì thứ nhất có thể sợ phải bước qua cái bãi mìn, hay là thấy quá nhiều người mấy chị nằm la liệt ở trong cái bãi mìn đó. Và đó là lý do tại sao có thể nói 70-80, thậm chí có người nói 90 đó, nhưng mà mình nghĩ là không có đến độ bi quan như vậy. Chỉ 80% mấy chị, những người bắt đầu nếu với marketing người ta làm không đúng, bước vào cái bãi mìn, thứ nhất không biết mình bước vào bãi mìn với cái tay mấy anh chị, bước vào bãi mìn nhưng mà mình cứ nghĩ là mình là bulletproof, mình chắc không sao,
Và đó là lý do tại sao 80% những chiến sĩ network marketing bỏ mình nơi xa trường anh chị, là tại vì cái vấn đề này. Và đây là cái đề tài chính mà mình nói tôi hôm nay. Thành ra đó, trong cái system mà mình làm việc với anh chị, đây là cái system mà bên này mình nói, tức là khi mà mình khởi đầu đấy, mình có cái prospect list thì mình bắt đầu mình tiếp xúc contact người khác anh chị. Thì khi mà contact thì dĩ nhiên là mình nói chuyện về presentation, mình giới thiệu, mình làm demo, thì có ba loại người. Thứ nhất là người ta say no, không sao hết, mình hỏi referral, mình bắt đầu mình prospect. Nếu có một số người người ta trở thành customer anh chị, thì có hai loại, có thể là trở thành customer mua đồ một lần hay là prefer customer. Sau đó đó anh chị hỏi referral, mình prospect tiếp, mình mời tiếp. Có một dạng người thứ ba đó là người ta sai hết anh chị, có thể là người ta sai cho vui là tại vì nó miễn phí mà, hoặc là người ta sai vì người ta muốn tận dụng cái cơ hội này, và đặc biệt là New Skin sắp mở cửa thị trường Việt Nam để qua đó thay đổi được cái cuộc đời của mình này. Thì người ta sai hết, nhưng mà sai hết xong đó anh chị, nó chỉ là giai đoạn bắt đầu thôi. Rồi sau đó đó người ta phải qua cái 8 cái filter, qua 8 người ta không có đi lọt anh chị, người ta sẽ trở thành casual distributor, có thể là người ta không set ADR, người ta không làm cái không xuất lý cái loi, không có đủ 1.000 điểm cho cái loi, hay là người ta không care lắm, người ta cũng không đi với ta, người ta cũng không có mời bạn bè về nhà, không sao hết mà gì, vì cái số phần của mỗi người nó mỗi khác, nó mỗi người sinh ra mình nghĩ là có cái nhiệm vụ riêng, người ta chỉ là casual distributor thôi. Nhưng mà sao anh chị, đừng bao giờ quên là mình phải hỏi referral. Và có những người mà người ta đi lọt 8 cái filter anh chị, thường nó là 20%, 10 người thì có 2 người, người ta serious, người ta trở thành system builder, sau đó là người ta follow cái system anh chị. Thành ra trong tất cả mọi tình huống đó, mình đều phải có cái referral đó, để mà sau đó mình prospect xuống. Thành ra đó, trong cái giai đoạn này anh chị, thì cái mà mình muốn nói với anh chị đó, cái giai đoạn mà prospecting hoặc là contacting đó, đó là cái bãi miệng. Và đó là cái giai đoạn đầu tiên đó chị. Và một cách éo le nữa đó là nó xảy ra cho những người mới, là tại vì mấy chị vừa mới vào mà. Vừa mới vào, cái thử thách lớn nhất là bắt mấy chị bước qua bãi mình đó chị. Mà đó là lý do tại sao có rất nhiều người bỏ cuộc. Thành ra có thể nói hôm nay đó, có thể một số mấy chị lần đầu mới nghe đó, nhưng mà một số mấy anh đã nghe đã biết rồi đó, thì qua cái hình này đó, mấy anh chị có thể khẳng định lại thêm một lần nữa, hay là nhắc nhở cho chính cá nhân mình mấy anh chị. Có thể mấy anh chị đã qua cái bãi mìn đó là thì không sao, nhưng mà mấy anh chị biết là còn có rất nhiều anh em đồng đội đang đứng trước bãi mìn, đang chuẩn bị bước qua cái bãi đó. Cái vấn đề là mình qua có thử người ta đã chuẩn bị chưa mấy anh chị, đã chuẩn bị chưa, đã trang bị cho mình những kiến thức, hay là đã trang bị cho mình những cái phương tiện đấy, giống như cái GPS, cái hệ thống định vị, hay là mấy chị train cho người ta, chỉ cho người ta những cái lối mòn đó, theo cái vết chân của những người đi trước để bước qua cái bãi mìn này một cách thành công anh chị. Có rất nhiều người anh chị, và cái giai đoạn này là giai đoạn khủng khiếp nhất. Bây giờ nói tóm lại đó, có hai cái phương pháp tối nay đó mình muốn nói để mà có thể vượt qua cái giai đoạn nó thành công đó. Cái vấn đề ở đây đó là mấy chị nên tùy cơ ứng biến, không phải là có một cái phương pháp one eye fit order, nó không có, mà nó tùy theo từng trường hợp đó mấy chị, và nó tùy theo cái background của cái người đối diện, và mình chọn những cái phương pháp thích hợp. Và mình có hai cái phương pháp mấy chị. Thứ nhất là mấy anh chị gửi cái video clip, cái trang nó là làmgiàukhôngkho.com hoặc là maxcast.com/cơ hội đó. Có một số mấy chị thích cái chữ làm giàu không khó, có một số mấy chị không thích chữ làm giàu không khó đó, thì mấy chị gửi cho cái www.maxcast.com/cơ hội thì cũng như nhau thôi. Cái thứ nhất đó là send cái video clip cho mấy chị, và cái thứ hai đó là mấy chị mời người ta tham dự cái webinar. Thành ra đó, từ lâu nay cũng cả mấy tháng rồi, chỉ có cái là hôm nay một cách chính thức mình mới trình bày với mấy anh chị, đó là hai cái đó nó nằm ở trong cái system để nó giúp cho một số mấy anh chị có thể vượt được qua cái bãi mìn. Một số mấy anh chị nói là ô cái này nó đơn giản quá, em thì em thích làm này, em thích làm kia, em thích làm demo, em thích làm presentation, em thích làm những cái mà fancy, là tại vì khách hàng hay bạn của em nó thích những cái chuyện nó như vậy.
Nhưng mà mình để mình nói cho mấy anh chị biết nha, người ta có thích hay không ấy cũng kệ người ta. Cái vấn đề là liệu mấy anh chị bước qua cái bãi mìn có an toàn không thôi. Chứ còn nếu mấy anh chị là người hy sinh để mình banh xác ra để cho bạn mình nó ngồi nó cười đó, thì go ahead, mấy anh chị có thể làm bất cứ chuyện gì mấy anh chị muốn. Nhưng mà trong cái tư thế này nó không phải vậy mấy anh chị. Không phải vì mình mà vì nhiều người khác là mấy anh chị. Mình phải làm những chuyện mà những người trong team mình ấy, người ta duplicate, tức là người ta sao chép, người ta làm theo mà. Thành ra đó là lý do tại sao nó có cái làm giàu không khó đó sao. Và lý do tại sao mỗi ngày có cái webinar mấy anh chị. Thành ra đó là hai cái phương pháp. Bây giờ để mình vào chi tiết chút xíu. Mấy anh chị mà executive đó, ví dụ như từ Trinh hay là một số mấy anh chị ở trong cái webinar tối nay, mấy anh chị phải kiểm soát cái lúc mà người ta nói chuyện với người khác. Mình nghĩ là trong cái team của mình nó có trường hợp của Tuấn ở South Carolina đó. Là Tuấn rất theo sát đó, là tại vì sao mấy anh chị? Tuấn nghiêm ngặt cấm mọi người mới không được nói. Là tại vì những người mới thường đó mấy anh chị là nói nhiều. Và nói không chính xác là tại vì người ta còn mới quá. Tuấn thậm chí không cho người ta nói trong vòng 2 cho tới 3 tháng. Giống như là tịnh khẩu đó, trong vòng 2 cho tới 3 tháng không được nói. Trong khi có nhiều anh em nó về rồi mới sign up bữa nay thôi, thì đã khuyến khích cái người mới vào đó là ngày mai nói cho bạn bè, bà con, cô bác. Đó, mình thật ra mấy chị, cái khuynh hướng đó, cái tendency đó, cái khuynh hướng là mình hay nói người mới mấy chị về nói chuyện với người bạn bè, bà con. Và mấy chị biết cái đó là cái cách mà mình không khác là mình đẩy người ta vào cái bãi mìn mấy chị. Và người hoàn toàn người ta không có chuẩn bị. Thành ra nó có một cái trường hợp đó, mình gọi là cái scenario disaster. Mình có một cái bài nói chuyện cách đây mình khoảng chừng 2-3 tháng mình có gửi ra cho mấy anh chị. Và cái đây là cái tình huống mà gì ha, một cái tình huống mình không biết dùng cái chữ gì đó, mình cũng không muốn dùng cái chữ gì nó thê thảm quá. Nhưng mà scenario disaster có nghĩa là đây là một cái tình huống mà nó sẽ gây ra một cái sự thất bại mấy chị. Và đây là cái tình huống mà nó xảy ra cho rất nhiều anh em. Thứ nhất đó là khi mình mới gia nhập, mình quá hăng hái, mình nghĩ là mình sẽ blue diamond, mình có cơ hội đó là sẽ lay off boss của mình trong chừng vài tháng nữa, mình có cơ hội là mình làm mấy chục ngàn đồng một tháng, mình có cơ hội thay đổi cuộc đời của mình có cơ hội cuối cùng tìm được cái sự tự do cho cá nhân, cho gia đình đó mấy chị. Và mình quá sung sướng vì cái chuyện đó. Và sau đó là gì mấy chị? Mình ra mình nói. Mình nói thì mình tạo cho cái sự tò mò. Mấy chị thấy, khi mà mình nói đó thì mình tạo cái sự tò mò cho những người xung quanh. Và khi tò mò thì người ta làm gì mấy chị? Thì người ta hỏi. Hỏi anh làm gì vậy? Em làm gì vậy? Thì mà bữa nay nhảy đùng đùng lên thức quá vậy. Thì khi mà người ta hỏi đó mấy chị, thì mình luôn luôn mình có khuynh hướng mình sẽ trả lời. Và thường là sao mấy chị? Mình trả lời bị trật. Trật ở đây đó có thể là bị trật. Và thường là không đủ thông tin. Và đó là lý do tại sao khi mà mình trả lời mấy chị thì người ta sẽ nhảy vào cái người ta kêu jump to conclusion, tức là người ta sẽ kết luận đó. Và đó nó dẫn tới cái tình trạng thất bại. Thành ra mấy chị nhìn cái scenario disaster, mấy chị hăng hái, cái sự hăng hái của mình ấy, mình đi nhanh trước, miệng mình lúc nào cũng cười, nó tự nhiên nó cũng làm người khác tò mò mấy chị. Tại vì bình thường ông này cũng đâu có cười dữ vậy, bữa nay sao tự nhiên ông cười cười nói mặt mày hứng hai hứng hở. Hay là nhiều khi cái mặt làm gò vanix spa xong đẹp quá, tự nhiên người ta tò mò, người ta hỏi mấy chị. Và khi hỏi nó thì mình nói, và người ta mình nói xong người ta càng hỏi tiếp thì mình lại càng nói mấy chị. Và thường á, trong nhiều trường hợp lớp mình là người nói nhiều nhé. Và khi nói nhiều mấy chị sẽ có rất nhiều sơ hở, và đó là lý do tại sao người ta kết luận rất cuộc. Là mình lấy một cái thí dụ đó, ví dụ như có mình offer cho mấy chị nha, nếu ai trong mấy chị dự cái nghe cái bài nói chuyện buổi hôm nay đó, nhảy ra khỏi chiếc máy bay nhưng mà không mang dù nha, mấy chị nhảy ra khỏi chiếc máy bay không mang dù thì mình sẽ trả mấy chị $100,000. Có ai có can đảm làm chuyện đó không? Mình nghĩ là chắc không, vì không dạy gì làm chuyện đó mấy chị. Bây giờ nếu 100,000 mà không có ai đó thì bây giờ 200,000. Có ai muốn nhảy ra khỏi chiếc máy bay với điều kiện là không có mang dù thì mình sẽ trả cho 200,000. Không biết có ai tình nguyện làm chuyện đó không? Chắc chắn là không mấy chị. Nhưng mà nếu mình nghĩ cho cùng đó, và đây là cái câu trả lời này. Nếu mấy anh chị
biết là cái câu hỏi hồi nãy đó là mình nói là ai là người trong mấy anh chị ở đây có thể nhảy ra khỏi chiếc máy bay nhưng mà không mang dù đó. Nhưng mà mình đâu có nói là chiếc máy bay nó đang ở trên trời đó mấy anh chị. Thực tế là chiếc máy bay nó đang đậu ở dưới đất. Mình chỉ nói là mấy anh chị nhảy ra khỏi chiếc máy bay mà và không mang dù, chứ còn chiếc máy bay nó đang ở đâu thì đâu có nói đó. Thành ra đó là một ví dụ để cho mấy chị thấy là con người đó kết luận rất vội. Thường thì người ta jump to the conclusion ngay. Mấy chị vừa mới nói cái chữ skin, new skin, người ta sẽ nói ngay ra là cái này cho phụ nữ, cái này là cho dưỡng da, cái này là đi bán những cái lotion. Mấy chị vừa nói cái vấn đề mình xây dựng phân phối, hay là thậm chí là tối mai mời anh đi tới dự một cái buổi nói về cái cơ hội, nổi cái chữ cơ hội nó gì, và đặc biệt là cái chữ mà business opportunity đó, hai cái chữ đó nó là một cái, nó là một cái signal đó, để nó nói cho mọi người biết đó là đây là network marketing. Là tại vì hầu hết những cái network marketing trong suốt mấy chục năm qua đó luôn luôn dùng cái chữ là cơ hội kinh doanh, hoặc là business opportunity, hay là mấy chị mời tới một cái hotel nào đó tham dự một cái meeting, mấy chị nghe cái chữ meeting nó xảy ra vào ngày thứ bảy chủ nhật vào buổi tối đó, thì rõ ràng đây là network marketing. Và mấy chị biết là network marketing luôn luôn đó, có một số người người ta có những cái thành kiến, có nhiều khi thành kiến là vì người ta không hiểu gì hết mấy chị, và đó là lý do tại sao người ta vội kết luận. Hoặc là nghe tới lotion, hoặc là bước vào một căn nhà mấy chị, bước vào một cái buổi meeting này, mấy anh em mình đang làm một cái buổi chia sẻ về cái cơ hội, thì tự nhiên bước vào cái thấy cái bàn, ở trên bàn đó là vài ba cái lọ hay là cái chai nước gì đó, một số anh em mình làm demo đó, nguyên cái cuộn giấy lau tay nằm ngay trên bàn, thì chắc chắn người ta sẽ nghĩ gì mấy chị, lại đi bán đồ nữa, không biết chút xíu là tôi có phải mua cái gì không đây. Thành ra tất cả những cái mà mình không khéo mà gì thì nó sẽ giúp cho người ta kết luận rất vội. Mấy chị nên nhớ chuyện đó nha. Và chính cái kết luận vội đó, nó làm cho người ta ở cái thế người ta phải thủ đó, và người ta đã đóng cái cửa đó lại đó. Người ta không có mở ra được mấy chị. Mấy chị có nói open mind hay là open cái gì đi nữa thì người ta vẫn đóng lại. Thành ra đó là một trong những cái yếu tố mà rất nhiều một số anh em khi mới vào đó, mình thao thao bất tuyệt, mình nói về Alan này giao là 300 ngàn một tháng đó, thì thật ra thì chỉ nghĩ tới ông này đi bán drugs, thì chỉ có đi bán drugs mới làm nhiều tiền thôi mình. Vì từ lâu nào tới giờ người ta vẫn nghĩ như vậy mà. Hoặc là ông này làm cái gì phi pháp. Là tại vì người bình thường á, người mà người ta gọi là lương thiện á, làm chỉ có mấy ngàn tháng đó, thì người làm mấy trăm ngàn tháng thì chắc ông này ông không có lương thiện. Vì người ta chỉ phân biệt được là một người loại người lương thiện và người còn lại đó. Cái đó là cái mà mấy chị biết là con người đó, người ta nghĩ cái gì trong đầu mình không biết được. Và có thể nói rõ ràng mấy chị, rất nhiều mấy anh chị bước vào một cái bãi mìn ấy, và đó là những cái tay mìn. Và cái tay mìn này nó tên là scenario disaster, những cái tình huống mà nó gây ra cái sự thất bại đó mấy chị. Thành ra đây là một cái yếu tố mình có thể nói chắc với mấy chị, và có thể nó đi nó lại năm này qua năm nọ đó. Đây là nguyên nhân một số mấy anh chị bỏ cuộc, là tại vì đạt phải cái tay mìn là mấy chị, scenario disaster. Như mấy chị thấy ở đây đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cái điểm này đó mấy chị, nó là cái tay mìn, nó dày đặt ở trong cái bãi mìn. Và mấy chị đã phạm phải nó cũng giống như mấy chị đạp ở cái tay mìn này hầu như mỗi ngày cả chục lần đó mấy chị không biết. Thành ra hôm nay đó, một lần nữa để cho mấy chị thấy được những cái điều này đó, để thứ nhất là mấy chị có thể tránh. Bây giờ mình muốn tránh cái này thì sao mấy chị? Mình thử hỏi mấy chị đó là nếu mấy anh chị muốn tránh cái trường hợp này thì mấy chị phải làm gì? Bây giờ đó, cái anh thu chơi sinh chắc chắn là phải có. Mình không thể nào đi ra ngoài mà mặt mày buồn rầu nói chuyện với người khác, chia sẻ cái cơ hội mấy chị. Chắc chắn là không. Anh chị ha, cái anh thu chơi sinh là cái rất tốt. Cái này là mình cho là dấu cộng, positive, nên làm. Chắc chắn cái mục đích của mấy anh em mình đó mấy chị là làm cho người ta tò mò. Là tại vì làm cho người ta tò mò là cả một cái nghệ thuật, làm cho người ta ngứa ngáy mấy chị là cả một cái nghệ thuật. Bây giờ đó, người ta hỏi quá xinh mấy chị, là cái này cũng là positive nhé, đâu có phải dấu trừ mấy chị, cái này phải dấu cộng nhé. Mình nói cho ai đó, mình create curiosity mà ông kia ông ngậm miệng như thế thì chắc chắn là mình thất bại. Hay là mặt ổng làm như tiền thì chắc chắn nó không có cái quả mấy chị. Tại vì tốt là mình làm cho người ta hỏi mà,
giống như là mình làm cho người ta ngứa, giờ người ta hỏi là nhờ anh gãi giùm nè, thì cái câu đó là cái câu tốt. Bây giờ cái câu tới mình vậy nè, you attempt to answer question, cái đây là cái problem rất lớn. Thành ra đó mình có thể nói là đây là a no no, đây là a no no. Mình chỉ xóa cái đó. Khi người ta hỏi mình gì, mấy anh chị không nên bao giờ trả lời. Anh thật ra, có một số mấy anh chị nó ủa lạ cho ta. Cái việc của mình là đi ra ngoài xe cái cơ hội. Mà bây giờ đó anh nói là ra ngoài chọc cho người ta ngứa. Ngứa xong cái người ta nói nhờ anh gãi giùm. Thế là mình lại không trả lời. Như vậy thì phải làm gì? Là tại vì sao mấy anh chị? Khi mà người ta hỏi đó, bây giờ bất kỳ mà anh chị nói cái gì đó, người ta cũng mất cái interest, người ta cũng mất cái sự hào hứng mà gì. Bây giờ mấy anh chị có nói gì đi nữa đó, tại vì nếu mà mình đo cái biểu đồ đó, khi mà mình enthusiasm mấy anh chị ha, mình nói cái người ta thích thú nha, người ta thích thú cái bắt đầu cái người ta mấy anh chị nói sơ, nói tí tí, người ta tò mò. Nhưng mà tới cái khi mà người ta hỏi cái này là cái gì vậy, thì sau đó mấy anh chị bất kỳ mấy anh chị nói cái gì đó, cái curiosity nó cũng rớt xuống. Bất kỳ mấy anh chị nói cái gì. Thành ra cái cách hay nhất đó là mấy anh chị ngưng ngay vào cái câu hỏi là cái này, ngưng ngay vào đó mấy anh chị. Ngưng ngay cái điểm đó, là tại vì cái điểm đó là cái điểm cao nhất, là cái peak của cái curiosity level đó mấy anh chị. Là cái lúc người ta hỏi cái này là cái gì vậy, thì mấy anh chị phải tìm đủ mọi cách. Mấy anh chị click cái phone, sorry có cái line bên kia nha, xin lỗi. Mấy anh chị nói chuyện với người ta tên nhìn đồng hồ, xin lỗi giờ phải đi đón con. Thành ra cái nghệ thuật ở trong này mấy chị, nguyên cái scenario, là một cái mình. Thì bây giờ mấy anh chị làm sao mình mà giải mã, cũng giống như là mình lấy cái ngoài nổ của cái mình. Nó nằm ở chỗ nào mấy chị? Nó nằm ngay ở cái chỗ là không bao giờ trả lời. Mấy anh sẽ nhảy tưng, mình excited, mình nói và cái không sao đó. Create curiosity càng nhiều càng tốt. Người ta hỏi đó, càng nhiều càng tốt mấy chị. Nó chỉ có một cái là mấy anh chị không nên trả lời nhà thân. Mấy anh chị không nên trả lời. Thành ra nếu mấy anh chị làm từ đây đó, mấy anh chị không trả lời thì chắc chắn nó sẽ không có tình trạng thất bại mấy anh chị. Nhưng mà cái vấn đề là mình phải làm gì nếu mình không trả lời. Thật ra cái đó là cái tip. Bây giờ người ta nói thành công trong business này đó mấy anh chị, mình phải trở thành student of human nature đó. Mình phải hiểu con người mấy anh chị. Cái business này không phải là về product. Cái business này không phải là về nhiều về a slot mấy anh chị. Cái a slot nó là cái business, nhưng mà mình build cái business này đó mấy anh chị là mình build people, mà mình đang dealing with people, mình đang nói chuyện con người, mình đang giao tiếp với con người mấy anh chị, mình đang quan hệ với con người đó. Thành ra mình phải hiểu về con người. Thứ nhất là understand people, mấy anh chị phải hiểu là cái gì đó nó làm cho người ta thích thú, turn người ta on mấy anh chị. Và cũng giống như là cái gì nó thân người ta off. Mấy chị mường tượng như một cái con người của người ta đó, nó có 10 cái nút đi, trong đó có nút đỏ đó là cái nút mà mấy chị đụng vào cái mấy chị thân người ta off. Mấy chị đụng vào cái tự nhiên mấy chị làm người ta xìu như cái lốt, nó làm cho người ta giận dữ hay người ta negative, người ta tiêu cực. Nhưng mà trong đó có 5 cái nút màu xanh mấy chị, mình cứ nhấn cái nút đó thì người ta rất thích thú, và người ta nói, mấy chị nói gì người ta cũng nghe. Cái vấn đề là mấy chị phải biết cái nút nào màu xanh, nút nào màu đỏ này. Màu xanh ở đây đó có nghĩa là cái gì người ta muốn nghe. Và cái màu đỏ là thân người ta off đó mấy chị, là cái gì mà người ta không muốn nghe. Vậy thôi. Nó chỉ đơn giản là mấy chị muốn người ta nghe cái gì và người ta không nghe cái gì. Chỉ có cái vấn đề đó, nhiều khi mấy chị quá bận rộn mình nói đó, mình không biết người ta muốn nói gì mấy chị. Là tại vì rõ ràng làm sao mấy chị biết được là cái gì người ta muốn nghe. Nó chỉ có một cách duy nhất thôi mấy chị, là mấy chị hỏi người ta về anh chị muốn nghe cái gì, hoặc là cái gì anh chị không muốn nghe thì tôi không có nói. Vậy thôi, nó đơn giản. Nhưng mà tại vì nhiều khi mình quá bận rộn nói đó mấy chị, mình quên mất là mình hỏi người ta. Có một số mấy chị cứ nói là không biết là em mới vào, em nói với bạn bè, em gặp ai em cũng nói. Rồi có nhiều người nói cả 3 tiếng đồng hồ đó, nhưng mà cứ nói xong rồi cái mặt người ta cứ trơ trơ, hoặc là chẳng ai thích thú gì hết. Bây giờ làm sao giúp? Thì rõ ràng nó mấy anh chị nghe cái câu rất nhiều cái gì, nó phạm phải những cái sai lầm một cách serious mấy anh chị. Cái thứ nhất là nói nhiều quá.
Cái thứ hai đó, mấy anh chị quá bận rộn mình nói đó, trong khi mấy anh chị phải biết người ta muốn nghe cái gì chứ. Thế nguyên tắc là mình nói những gì người ta muốn nghe mấy anh chị, chứ không phải là những cái gì mình muốn nói. Thành ra mấy anh chị phải take cái feeling into account đó. Mấy anh chị phải nói về những cái cảm xúc, mấy anh chị nói về cái cảm giác. Mấy anh chị không nên nói là công ty 1.7 tỷ 5A1 mấy anh chị, đó là những cái con số nó quá khô khan. Cái mà người ta muốn nghe và cái mà nó làm cho người ta rung động về vấn đề cảm xúc này, là mấy anh chị nói về những cái mà cái cơ hội nuôi sinh có thể nó làm được cho người ta. Đó là những cái tự do về vấn đề tài chính. Muốn mua gì thì mua mấy anh chị. Không có cái gì sung sướng mà bước vào một cái nhà hàng. Mình coi cái menu, mình không bao giờ mình nhìn qua cái hàng phía bên tay phải nè. Mình chỉ nhìn cái hàng bên tay trái, mình thích ăn cái gì là ăn cái đó. Còn không mà sang nữa đó, bước vào nhà hàng chỉ lựa cái nào đắt tiền nhất mình ăn. Hay là mấy chị đi ra ngoài siêu thị của mình, bước vào shopping center mình lựa những cái mình muốn mà chị. Mua, chứ không phải mua vì cái giá nó sale bữa hôm nay, 75% off. Mấy chị có thể đi chơi bất cứ ở đâu. Mấy chị có thể có thân nhân ở Việt Nam, xin cái gì mình cũng có thể cho được mấy chị. Mấy chị còn cha mẹ đó, có thể dành thì giờ nhiều cho cha mẹ mình, hoặc là đưa cha mẹ mình đi chơi những nơi nào đó mà mình nghĩ là cha mẹ mình muốn mấy chị. Cũng giống như mình nghĩ cái bổn phận của con cái bây giờ đó, chỉ có một cái mà hạnh phúc nhất đó là được trả hiếu. Mấy chị có làm được chuyện đó chưa? Đó, những cái đó mấy chị nó nằm ở cái vấn đề cảm xúc đó. Và khi mà nói chuyện về cơ hội của nuôi sinh, mấy chị nên nói về những cái đó. Nên nói về những cái đau đớn mỗi buổi sáng khi nghe cái tiếng chuông đồng hồ báo thức. Hay là một số mấy chị có con nhỏ nó phải bồng con đi gửi những cái nhà trẻ, mấy chị nói nhiều về cái đó chứ. Chứ không phải là những cái con số nó khô khan mấy chị. Và thường là mình bị mắc theo những cái sai lầm đó. Nó cũng giống như đi câu cá hay là đi câu, đi săn bắn vậy thôi. Mấy chị mà đi câu đó, mấy chị biết sao? Trước khi mà câu cá đó, mấy chị phải biết là bữa hôm nay mấy chị đi câu cá gì đó chị. Và cá đó nó nằm ở đâu nữa. Và nếu mà mình biết cá đó, mình thích con cá đó, và cá đó nó nằm ở cái sông gì đó, thì mấy chị phải hiểu là cá đó nó ăn mồi gì chứ. Chứ đâu có phải là một cái mồi mấy chị. Hay là phải dùng đúng cái cần câu và đúng cái technique của nó, cũng giống như phải đi câu lửa đúng cái giờ nữa đó mấy chị. Thành ra rõ ràng mấy chị đó, ngay cả con cá mà mình cũng đã phải làm những cái chuyện đó. Như vậy thì con người thì sao mấy chị? Mình nghĩ con người nó sẽ phức tạp hơn cả ngàn lần, nếu mà không nói là cả trăm ngàn lần. Thành ra nó không có đơn giản là mấy chị chụp người bạn của mình là nói tất cả những gì mà mấy chị mới nghe hồi hôm đó đó. Chắc chắn cái đó nó làm cho người ta bị turn off mấy chị. Và đó là lý do một số mấy chị gặp thất bại này, thấy thất bại khác. Là tại vì rõ ràng lắm mấy chị đọc điện thoại cái timing. Nó gọi là cái scenario disaster. Thành ra mình mong là mấy chị nên hiểu rõ cái chuyện đó. Và nên nhận định rõ đó là mấy chị đang phải đối diện với cái sự nguy hiểm mỗi ngày đó. Thành ra mấy chị phải cẩn thận. Người, con người đó mấy chị. Đây là mình nói về những cái bản chất, những cái human nature đó. Con người rất vội quyết định mấy chị. Người ta nói là người đó thì không có bao giờ exercise. Mỹ đó, người Mỹ không bao giờ exercise. Nó chỉ có một cái exercise làm rất nhanh, đó là jump. Cái này là jump to conclusion. Cái thứ hai nữa đó, con người rất đa nghi mấy chị. Cái gì tốt quá người ta không nghi, người ta cũng nghi ngờ. Mấy chị có nghe cái câu là too good to be true đó. Cái gì mà hay ho quá là something wrong mấy chị. Hay là mấy chị đừng có nói là cái này dễ lắm nha. Tại vì nổi cái câu dễ đó nó làm cho người ta nghi ngờ. Vì người ta nghĩ là trên đời này nó không có cái gì dễ cả mấy chị. Mà thực tế nó như vậy. Một số mấy chị nói hơi quá. Nhiều khi mình nói hơi quá, mình phóng đại một cái gì đó đó. Hay là nổi cái điệu bộ ngôn ngữ của mình đó. Nó mình diễn tả cái điệu bộ của mình nó có vẻ thái quá mấy chị. Cái đó nó làm cho người ta nghi ngờ mấy chị. Thành ra cái ngay cả cái cách ăn mặc cũng vậy mấy chị. Người ta nói là nếu mấy chị bước, mấy chị là người thuyết trình, mấy chị bước vào một cái phòng họp thì mấy chị phải canh chừng nha. Mấy chị phải ăn mặc làm sao đó mà nếu mà người ta ăn mặc ở cái mức độ từ số 0 lên số 9 mà người ta ăn mặc ở số 5 đó, thì mấy chị chỉ nên nhích lên một hoặc là hai nấc. Mấy chị ăn mặc làm sao mà hơn người ta chút xíu thôi, 6 hoặc là 7. Mấy chị bước vào một cái phòng họp, bước vào một cái nhà mà người ta có mời một số bạn đó mấy chị. Mấy chị phải ngồi đó khoảng chừng 5 phút đó để coi thử là cái cách nói chuyện, cái environment, cái enthusiasm của cái group nó như thế nào. Nếu cái group đó, cái enthusiasm
cái sự hăng hái, hăng nồng ấy, hay là cái mức độ người ta nói chuyện nó ở năm mấy chị, thì mấy chị chỉ nên nói 6 hoặc 7 thôi. Tại vì không thể nào mấy chị bước vào một cái nhà người ta đang yên lặng, mấy chị đứng la làng rồi hát karaoke rồi rung trời đất, chắc chắn mình làm không được mấy chuyện đó mấy chị. Là tại vì cái gap, cái khoảng cách nó quá xa đi. Và chính cái đó nó làm cho người ta nghi ngờ mấy chị. Không biết ông này ông ăn trúng cái gì mà. Và người ta nghi ngờ ngay. Thành ra cái đó là cái mà nó thành cái bản chất của mấy chị, bản chất của con người. Cái thứ ba này đó là con người luôn luôn procrastinate, có nghĩa là luôn luôn không có quyết định vội mấy chị. Luôn luôn có khuynh hướng trì hoãn, con người luôn luôn trì hoãn mấy chị. Cứ con người không muốn quyết định, con người rất sợ phải quyết định mấy chị. Thành ra đó mấy chị biết ngay đó là con người cần giúp để quyết định. Có đôi khi mấy chị đứng trước một cái ranh giới phải make một cái decision, con người luôn luôn, mấy chị có bao nhiêu lần mua một cái gì đó rất thích, nhưng mà khi cầm tới cái quầy tính tiền mấy chị lại lẳng lặng bỏ đó, rồi sau đó mình đi ra ngoài. Và mình nghĩ là mấy chị làm cái chuyện đó nó thường xuyên lắm. Là tại vì mình luôn luôn tới một cái giây lúc phải quyết định móc cái bóp ra trả tiền ấy, thì mình lại suy nghĩ. Không biết là về mặt có vừa không, không biết là về người mà mình tặng cái món quà này có thích không, hay là không biết mình mới đi có 1 tiệm nữa, hay là mình phải đi thêm 2-3 tiệm nữa, coi thử nhiều khi có cái khác nó hay hơn cái này thì sao. Nó luôn luôn như vậy mấy chị. Nó là một cái bản tính của con người này. Chứ mà ngược lại đó, nếu mà mình nói về những cái yếu tố tích cực đó, và đây là cái bản chất của con người, luôn luôn mơ về một cái tương lai nào đó sáng lạ hơn. The dream of great wealth. Luôn luôn mà gì, mình luôn luôn mong muốn có một cái đời sống nó sung túc hơn. Và cái này là cái nó thuộc về bản chất con người. Con người rất tò mò mấy chị ơi. Con người tò mò lắm. Con người nhiều chuyện đó. Đây là những con người nhiều chuyện, con người tò mò muốn biết cái này, muốn biết cái kia. Mình nói ước tức mở mở đó, con người luôn luôn muốn biết là mình phải finish nguyên cái câu cho anh nói nửa chừng, tôi nghe tôi ngứa ngáy khó chịu quá. Và mấy chị phải biết như vậy, biết là con người tò mò. Khi mà mình không nói gì hết hay mình nói rất ít thì con người sẽ tò mò, mình nói nhiều cái nó hết tò mò mấy chị. Con người đó nghĩ là người ta không thể nào đi bán được mấy chị. They don't think they can sell. Con người nghĩ là chỉ có trên thế gian này chỉ có một vài người mới có thể mê cái chuyện mà đi bán hàng thôi, chứ còn phần lớn là chắc chắn, và tôi chắc chắn là sẽ không làm được chuyện đó. Cái yếu tố kế tiếp đó là con người không thích mấy người đi bán hàng. Vì mà vào ăn đám cưới công bàn có 10 người đó mà tới phiên giới thiệu mấy chị là người đi bán bảo hiểm hay gì hay là cái gì đó, người ta đứng lên chính là 8 người kia tìm cớ đứng lên mà đi mấy chị. Người ta không thích salesperson, salespeople. Nhưng mà ngược lại đó, đây là cái điểm positive này, là con người luôn luôn muốn làm chủ, đặc biệt là người Việt Nam. Người Việt Nam mình hăm ha ở chú cái ra mở tiệm đó nhỉ. Vô nấu phở bữa trước bữa sau ra mở tiệm phở. Vào làm neo bữa trước bữa sau ra mở tiệm neo. Mình luôn luôn mình muốn làm chủ mình nhỉ. Cái đó nó thuộc bản chất của con người chứ không phải là người Việt Nam không. Cái nữa đó là ai cũng muốn làm business mình nhỉ. Nhưng mà sao mình nhỉ? Nhưng mà luôn luôn người ta nghĩ là người ta không làm được. Ai cũng thích làm. Cái bản chất của con người này, khi mà nói về làm chủ một cái business tự kinh doanh cho mình ở nhà, có cellular phone, có internet, nhẹ nhàng, ai cũng thích cho mấy anh chị. Nhưng mà nếu mấy anh chị không tiếp tục nói thêm một vài câu nữa đó, để nói về vấn đề support, mà mấy anh chị ngưng ngay đó, đó thì chắc chắn chuyện gì xảy ra mấy anh chị? Người ta lại nghi hoặc chính mình là mình sẽ không làm được. Luôn luôn lên cái chuyện đó mấy anh chị. Thành ra cái đó nó thuộc về cái bản chất con người, thành ra mình phải hiểu. Và khi mà mình hiểu được cái mấy anh chị thì mình sẽ hiểu ngay và mình sẽ biết ngay cái cách để mà mình không đạp nhầm phải tới bom mà trong cái bẫy mìn mà mấy anh mình sắp sửa bước qua. Thành ra mà khi contact người khác, mấy anh chị có một vài điểm mà mấy anh chị cần nhớ này. Mấy anh chị phải show cái enthusiasm, vì chính cái enthusiasm nó cái, chính cái sự năng nổ, cái phấn chấn của mình nó làm cho cái câu nói của mình nó có cái sức mạnh hơn, nó thu hút hơn mấy anh chị. Nó có cái sức thuyết phục nó mạnh hơn. Cái thứ hai đó, don't get into extensive question and answer. Mấy anh chị đừng ngồi đó. Mình thấy một số mấy anh nha, mình không có nói tên nữa. Nhưng mà mấy anh mấy chị nên nhớ này nè. Mình đi dự những cái buổi
nói chuyện về cơ hội kinh doanh đó, bạch. Thì khi mình tới nơi đó, 7:30 đó, thì bắt đầu khách người ta tới. Xong khoảng chừng 6:45 đó, thì mấy anh mấy chị kẹp cái người khách mời của mình đó, hay là người khách mời của bạn mình, mấy anh chị ngồi đó, mấy chị làm nguyên cái bài presentation. Mình thấy rõ ràng là chương trình nói chuyện buổi hôm đó này, chưa bắt đầu đó, thì mấy anh chị ngồi ngay đó, mấy anh chị giải thích luôn cái compensation, mấy anh chị nói luôn cái A-slot, mấy anh chị coi như làm nguyên một cái version, long version của cái bài presentation trước khi mà mình bắt đầu. Mấy chị, là tại vì sao mấy chị, nó không cần thiết phải làm chuyện đó. Cái yếu tố là làm sao cho người ta tò mò nó, trong không, trong khi người này ra, mấy chị cũng không hỏi là người ta có khát nước, mấy chị tặng cho người ta 3-4 cả cái chai nước rồi không. Có thể khi người ta không thích mấy chị, nhưng mà tại vì người ta bị ngồi đó để nghe mấy chị nói. Thật ra mình thấy có nhiều trường hợp trước khi bắt đầu chương trình, một số mấy chị mình đã ngồi đó mà nói này, nói tràn gian đại hải kể hết. Mấy chị nói luôn 341 sản phẩm, mấy chị ngồi giải thích luôn 349 sản phẩm, mình không biết mấy chục sản phẩm kia ở đâu ra. Và có một cái khi mà mấy chị contact, thứ nhất là show cái enthusiasm, thứ hai đừng coi có trả lời giống như là nói quá nhiều mấy chị. Và cái thứ ba đó, mấy chị phải make sure đó người ta coi cái video hoặc là dự cái webinar mỗi ngày. Nếu mấy anh chị thấy cái điều thiếu số 3 này, chắc chắn mấy anh chị sẽ không nghĩ, đừng bao giờ đụng cái số 2 mấy anh chị, đừng bao giờ nói vậy đó. Mấy anh chị show cái enthusiasm, xong đó mấy anh chị nói người ta quay cái video, hoặc là tối nay vào lúc mấy giờ đó, vào cái webinar. Và luôn luôn mấy anh chị, luôn luôn, nếu người ta có gia đình đó, mấy anh chị luôn luôn nói hai vợ chồng, có vợ cả chồng, ngồi nghe, ngồi coi cái video này. Luôn luôn mấy anh chị làm sao để tìm cách có hai vợ chồng tham dự vào trong cái cơ hội này mấy chị, luôn luôn nha mấy chị. Mình cũng thấy có quá nhiều những cái trường hợp chồng làm vợ không support, vợ làm chồng không support, sau đó nó cũng chẳng không tới đâu mấy chị. Thành ra mấy chị đừng có mất nhiều thời giờ này, nói chuyện với một người để rồi mấy chị biết là tối về đó, cái khẩu đại bác nó nằm ngay cái lỗ tai, một đêm tới sáng mấy chị, mà không phải một ngày nữa, ngày này qua ngày nọ mấy chị. Bây giờ đó có nghe motivation, có nghe bao nhiêu company call đi nữa đó, cái khẩu đại bác nó sát bên lỗ tai mấy chị, nó chỉ có một inch và nó nã từng hồi đó, chắc chắn sẽ đầu hàng. Và mình đã thấy quá nhiều rồi mấy chị. Và cái thứ năm nữa đó, mấy chị phải master cái invitation script, tức là những cái cách nói như thế nào đó, mà chút xíu nữa thì mình sẽ trình bày ở đây để cho mấy chị thấy là khi mà contact với người khác, mấy chị khi mà tiếp xúc với người khác, mấy chị nhớ những cái điểm này. Thứ nhất, sau cái enthusiasm, mình chỉ nói về cả một cái, bằng cả một cái tấm lòng của mình, nói với cả một cái sự hăng hái. Mình chỉ để ý tới cái tone of voice, cái giọng của mình, cái âm điệu đó, cái âm ngữ của mình, cái âm cái giọng nói của mình đó mình chỉ, nó phải mạnh, nó phải đầy những cái đam mê trong đó, cả một cái sự tin tưởng. Người ta nghe cái giọng mình, người ta đã nói, mà đặc biệt là một số anh chị mà nói chuyện điện thoại đó, người ta đâu có thấy mình đâu, người ta chỉ nghe cái âm thôi, nghe cái giọng đó mấy chị. Và cái giọng đó nó nói lên cái sự tin tưởng, cả một cái sự tin tưởng, có cái sức thuyết phục ở trong. Cái số 2, đừng bao giờ nói nhiều. Cái số 3 mấy chị, luôn luôn mời người ta, luôn luôn make sure đó mấy chị, nói người ta coi cái video hoặc là dự cái webinar. Và cái thứ 4 đó, luôn luôn nếu người ta có gia đình, vợ chồng cùng với nhau mấy chị, và mấy chị phải master cái invitation script em. Đó là những cái điểm mà mấy chị để ý tới. Thật ra bây giờ đó, mình nói về cái video làm giàu không khó. Mấy chị biết là cái video mình phải trả tiền đấy. Mỗi lần mà có người quay là mình phải trả tiền đó mấy chị. Thành ra cái này mấy chị phải biết quý cái này này. Đây là những cái đoạn video làm rất công phu. Lúc mà không có nó, một số mấy anh chị chỉ mơ đó là nếu phải chi mình có những cái đoạn video ngắn để mình không cần phải nói mấy chị. Thì bây giờ đó, những cái này nó đã có rồi. Mình không biết là mấy chị có dùng không, hay là bây giờ đó có cái video này mấy chị lại làm ngược lại đó. Tức là bây giờ không gửi video ra, mà bây giờ lại phải đi tập nói với tập làm chương trình đấy. Và rõ ràng đó, mấy chị đang đi ngược lại cái chiều hướng đó. Tức là trong cái business này đó, cái duplication, cái sự sao chép đó mấy chị, nó phải xảy ra rất nhanh. Và mình giảm thiểu những cái trường hợp mà đạp phải mình đó. Tức là đừng bao giờ nói, đừng bao giờ làm thuyết trình mấy chị, mà nên để những cái đoạn video đó nó làm việc giùm mình. Và cái đó là cái công dụng của cái làm giàu không có. Thứ nhất mấy chị, show cái enthusiasm của này nó lặp lại.
Ok, mấy chị khi mà gửi cái video này đó mấy chị, mấy chị chỉ làm một cái việc đơn giản thôi là gửi cái video này ra, và nó sẽ trở thành một cái system mấy chị. Gửi cái video này nó thành một cái hệ thống, và chính cái này đó nó sẽ giúp cho mấy chị có thể approach nhiều biết bao nhiêu người ở khắp mọi nơi trên thế giới mấy chị. Và chính cái điều này nó sẽ giúp cho cái team nu viện có thể khả dĩ có thể sponsor được 100.000 người. Nếu mà không có cái video này đó mấy chị, mình nghĩ là mình sẽ không làm được chuyện này. Cái video này nó không phải là perfect mấy chị, nó chưa phải là một cái perfect, nhưng mà mình không thể nào mình chờ, mình ngồi mình chờ tới có một cái video nó hoàn hảo, mà tại vì chắc chắn mấy chị không bao giờ có một cái video nào nó hoàn hảo cho mọi người đâu mấy chị. Mỗi người mỗi ý, mỗi người mỗi tính. Mấy anh chị có cái gì đó, mấy anh em mình có cái gì mình xài cái đó thôi. Cho tới giờ phút này cái làm giàu không khó, hoặc là cái maxcat.com/cơ hội, nó là một cái đoạn video khả dĩ mấy anh em mình có thể xài được. Cái vấn đề là mấy anh chị phải dùng cái này mấy anh chị, để mình tránh phải nói. Và mấy anh chị có thể là lên Facebook gửi cho cả người trên Facebook mà mấy anh chị. Mấy anh chị có thể approach những người, ví dụ như là tối nay mấy anh chị quyết định là tối nay mình tấn công career, mình sẽ ngồi mình gửi những cái link về cái làm giàu không khó này cho tất cả những người Việt Nam đang ở Đại Hàn mấy chị. Rồi tối mai đó mấy chị xoay ngược lại, để cái bản đồ thế giới để tường đó, lấy cái phi tiêu phóng lên tường cho nó dính ngay cái chỗ Bỉ, Belgium. Rồi kêu mấy chị vào Facebook hay vào Google search có bao nhiêu người Việt Nam ở Bỉ, mấy chị nói người ta đó là tôi có cái đoạn video này và nhờ mấy anh chị coi thử là nếu thích hợp để nhờ mấy chị giới thiệu được những người mà ở quốc gia mấy anh chị, là tại vì chúng tôi muốn phát triển cái business này qua bên đó, nhờ mấy anh chị giúp giùm. Mình chỉ nói một cách rất nhẹ nhàng, người ta sẽ hỏi anh chị làm cái gì vậy, thì mấy anh chị nói là tôi có cái đoạn video này sẽ gửi ngay đây, nó nhờ mấy anh chị qua và giúp giùm. Và thành ra mấy anh chị có thể làm chuyện này ở bất cứ nơi nào mấy anh chị, bằng một vài cái ngón tay thôi, mấy anh chị chỉ cần nhúc nhích cái ngón tay thôi mà mấy anh chị có thể làm được chuyện này dễ dàng. Mấy anh chị không cần phải nói chuyện mấy anh chị, cái video đó nó có giọng nói ngọt ngào, nó có nhạc, nó có cái tình từ của nó mấy chị, nó có những cái lý lẽ và nó có những cái cảm xúc nó đi đâu ở trong đó, nó có tình, nó có lý mấy chị, và có người thật, việc thật. Và cái đoạn này và cái video này mình nghĩ là nó đủ mấy chị, nó đủ, nó là một cái vũ khí để mấy chị có thể chinh phục cái tương lai của mình chỉ bằng cái gây lập vào không có này. Nhưng mà tại sao mình không làm mấy chị? Cái câu đó vẫn là cái câu hỏi thắc mắc của mình, tại sao mấy chị không làm này? Thật ra mấy chị nên để ý cái đó, nên để ý. Rồi, bây giờ ra mình qua một cái tiếp. Cái sending cái video mấy chị, nó có thể nó giúp cho mình giải tỏa được nhiều cái khó khăn. Thứ nhất đó, là mấy chị không có đi một mình. Tưởng tượng mấy chị đi một mình vào một tiệm nail, đi một mình qua bên Ý, qua bên Mỹ, qua bên Korea để gặp một vài người mấy chị. Mấy chị không cần phải làm cái đó. Cái thứ hai đó, mấy chị không cần phải thuyết trình. You don't have to make a presentation. Cái thứ ba mấy chị, cái câu cái thứ ba này mình nghĩ quan trọng nhất, mấy chị không cần phải trả lời, là tại vì người ta sẽ hỏi mấy chị. Thì khi mà mấy chị gửi cái video đó, người ta sẽ không hỏi đâu. Nếu người ta hỏi mấy chị three way, cái đó là cái next step mình sẽ làm. Thành ra mà không phải như cá nhân mình đi ra ngoài gặp ai đó vừa chưa mở miệng ra, người ta sẽ tặng mình một vài câu hỏi, sau đó là mình sẽ ứa hoặc là nói làm sao đó không đủ information và người ta kết luận vội mấy chị. Và đó là lý do tại sao đó một số mấy em mình quit cái business, nghĩ là cái business khó quá và cái business này không làm ra tiền được, thậm chí có người còn nghĩ xấu về công ty hoặc là sản phẩm, trong khi cái lỗi đó là ở chính mình. Là tại vì mình đạp ngay trái mìn mấy chị, mình đạp ngay trái mìn mà mình không biết, thứ nhất nó là trái mìn, và cái thứ hai đó mình không biết được là làm sao để mà tránh nó. Thật ra cái video clip mấy chị nó giúp cho mình tránh được cái trường hợp đó, và mình phải tập dụng mấy chị ha. Trước khi mà mấy chị gửi cái video đó, mình đề nghị với mấy chị là nên train cho cái team của mình ấy, làm thế nào để mà gửi những cái link này ra, tức là làm www đó, làm giàu không có, thậm chí gửi cho người ta copy control c control v copy and paste như email làm sao. Không biết mấy chị có bao giờ nhận được cái spam hay là cái thơ gì đó gọi là thơ rác ai nó gửi cho mình, trong đó nó cc khoảng chừng 50 cái địa chỉ email. Giống như ngày hôm qua mình có nhận được một cái, mà xui đó là xui cho một anh bạn nào đó là anh gửi toàn là những top, những người mà làm ở trong network marketing ở Việt Nam không, anh gửi cho mình. Trong khi đó anh vô ý đó là có 50 cái địa chỉ email của những người làm network marketing ở Việt Nam trong đó.
Sau đó mấy anh chị biết, nếu mà bình thường đó, dù bình thường thì sẽ rất ghét cái đó và sẽ delete mấy anh chị. Nhưng mà đối với mình thì khác. Rõ ràng là anh này anh đem tới ảnh nộp cho mình 50 người potential làm network marketing guru ở Việt Nam. Và sau đó là gì mấy anh chị? Mình gửi cái video clip, mình copy and paste mấy anh chị, mình trau chuốt một cái vài đoạn rất ngắn gửi cho người ta tò mò. Xong đó mình nói người ta coi cái video đó, mình copy and paste, copy and paste đúng 50 lần mấy anh chị. Móng tay, cái ngón tay nó cũng hơi mỏi mỏi chút nữa, nhưng mà không sao, 50 lần copy and paste rồi đó mấy anh chị. Mình chưa biết, rồi hôm đó là hồi sáng đó là đang tối ở Việt Nam, bây giờ mình đang chờ ngày mai có kết quả. Và hy vọng trong 50 người đó biết đâu được mấy anh chị, mấy anh chị ra mua căn nhà 1 triệu sẽ có người trả tiền nhà giùm. Mấy anh chị chỉ cần nhúc nhích mấy ngón tay thôi đó. Thành ra và nhờ qua cái đoạn video clip anh chị làm giàu không có, có người đã làm sẵn cho mấy anh chị rồi. Mấy anh chị nên set up cái game plan cho mấy người trong team của mình. Và mỗi ngày mấy anh chị set cái goal đó, có thêm bạn ở trong cái trang Facebook đó, mấy anh chị đừng có spam người ta nha. Mỗi ngày đó chỉ cần 4-5 tên, mỗi ngày 4-5 tên. Rồi sau đó đó, mấy anh chị nói với mọi người đó là hãy quay cái video này, đừng bao giờ nói thêm mấy anh chị, đừng bao giờ. Và mấy anh chị phải tuyệt đối nè, tuyệt đối là đừng bao giờ dẫm phải cái mean scenario disaster at all costs. Mấy anh chị chỉ đơn giản thôi, coi cái này đi. Người ta hỏi cái này là cái gì, mấy anh chị nói coi cái này đi. Người ta nói không, nhất định anh phải nói cho tôi cái này là cái gì thì tôi mới coi đó. Thì mấy anh chị cứ nói người ta là anh cứ coi đi, hay là chừng nào anh rảnh anh coi rồi có gì anh gọi được. Đừng bao giờ nói mấy anh chị. Don't get into any other details. Và cái đó là cái bí quyết. Mấy anh chị phải giữ cái sự tò mò này. Nội nói chuyện người ta watch cái video mấy anh chị, mình nghĩ cái này đó là cái duplication. Mấy anh chị không thể nào train cho cái lực lượng của mình đứng ra làm thuyết trình mấy anh chị. Mấy anh chị không thể nào huấn luyện cho đội ngũ của mình thuyết trình giỏi, nói lưu loát và trả lời. Chắc chắn là không anh chị. Nhưng mà nếu có phải nói một câu đó là anh chị nên coi cái đoạn này nhé. Anh chị, để tôi gửi anh chị cái link và anh chị nghe đi. Rồi mình sẽ nói chuyện sau. Mình đề nghị với mấy anh chị, nếu mấy anh chị train cái field force, cái team của mình nói cái câu đó, đó thì chắc chắn mọi người đều nói được mấy anh chị. Thậm chí còn nói giỏi nữa. Còn nói có vần có điệu, chỉ có ăn lập thơ. Nhưng mà lên làm chuyện đó mấy anh chị, just watch the video clip. Quay cái video này đi, rồi có gì mai tôi gọi lại. Quay cái này đi rồi biết. Người ta hỏi cái này là cái gì, anh phải nói cho tôi biết. Mấy anh chị cứ đơn giản, quay đi rồi biết. Có mấy phút mà. Người ta nói tôi bận quá, cái này chỉ có mấy phút để mấy anh chị quay đi rồi biết. Rồi sau đó mình sẽ nói chuyện lại. Rồi xin lỗi nha, bây giờ phải đi đón con chứ. Mấy anh chị cứ nói cái chuyện đó. Mấy anh chị nhớ nói cái đó ngày thường chứ đừng có nói ngày chủ nhật. Thì người ta biết mình nói sao. Thật ra cái mà mình chỉ phải nói thường xuyên đó là gửi cái video này và nói người ta coi. Tôi nghĩ là mấy anh chị có làm được chuyện này không? Gửi cái video clip, gửi cái link mấy anh chị, làm giàu không có đó cơ. Và nói người ta coi. Nếu cái business của mình chỉ làm chuyện đó không thì mấy anh chị nghĩ sao? Rõ ràng cái này là cái duplication mấy anh chị, mọi người đều làm được. Sau khi mấy anh chị gửi cái video clip, mấy anh chị phải nên chuẩn bị với người offline của mình để làm cái three-way call trong vòng 48 tiếng đồng hồ, tức là trong vòng 2 ngày mấy anh chị. Là tại vì khi người ta gọi gửi cái link đó, mấy chị có nói anh qua đi, chiều mai 4 giờ tôi gọi lại. Chiều mai 4 giờ gọi lại đó, thường thì người ta chưa qua mấy chị. Mấy chị cũng đừng ngạc nhiên khi người ta chưa qua nha. Tôi xin lỗi, tôi bận quá, tôi chưa qua. Mấy chị cũng nói sao đó, tôi biết anh bận quá nhưng mà tối nay anh qua đi. Rồi ngày mai 3 giờ 45, mấy chị đừng có nói 4 giờ hay 3 giờ, mấy chị đừng có nói chẳng nha, mấy chị nói lẻ lẻ chút. Khoảng chừng 5 giờ 10 đó tôi gọi lại. Thật ra khi mà 5 giờ 10 chị mấy chị gọi lại hỏi là sao anh đã coi cái đó chưa? Nếu người ta nói rồi đó, mấy chị phải chuẩn bị liền đó. Là cái đầu line bên kia tôi có chị Thùy Trinh. Và chị Thùy Trinh là người mà đã gia nhập cái công ty này lâu rồi. Chị Thùy Trinh có một số kinh nghiệm về vấn đề sản phẩm. Chị sẽ giúp tôi trả lời một số câu hỏi đó bây giờ đó. Rồi sau đó mấy chị bắt đầu cái script, mình sẽ có cái script rất rõ mấy chị, chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói. Thành ra cái đó là cái nhiệm vụ của người upline, của người executive có kinh nghiệm mấy chị, để người ta làm cái three way call follow up và giúp người ta make a decision. Mấy anh chị người mới đó chỉ làm một chuyện thôi, gửi cái link và nói người ta coi. Và mình nghĩ là cái đó thì cái mà mọi người đều làm được. Bây giờ đó mấy
mấy chị không thể nào mà fail được mấy chị. Tại vì sao? Là vì rõ ràng mấy chị từ chối bước vào cái bãi mìn mà. Mình đã nói là mình không bước vào bãi mìn thì cái chance là mấy chị đạp mìn nó ít lắm. Và hầu như không có luôn, nhưng phải ít. Và hoàn toàn nó không phức tạp mấy chị. Gửi người ta cái link và nói người ta coi đó, thì đó là cái chuyện mà mấy chị làm. Không làm bất cứ thứ gì khác mấy chị. Nói một vài cái đơn giản thôi nha. Có một cái công ty public traded company, nó có một cái technology rất mới mà cái stock đó, anh chị biết là mấy ngày thời gian vừa rồi là kinh tế khó khăn lắm, mà cái công ty này stock nó lên, mấy chị rút cái iPhone để coi từ sáng hôm nay stock nó là bao nhiêu. Tôi nhớ hồi tôi mới vào 3 năm trước 8.08 bây giờ là gì nè, 51.20 đó. Mấy chị đưa những cái đó, và đặc biệt nữa nha, tháng 4 này đó, New Skin nó mở cửa thị trường này, nó ăn cúc quen hay ở Việt Nam thì người ta sẽ nói là có hay không có gì đó. Bây giờ đó tôi gửi anh cái link này nha, anh phải quay ngay, anh đừng bao giờ bỏ qua cái cơ hội này hết. Rồi sau đó tôi sẽ gọi lại, ok bye nha, tôi phải đi đón con, anh chị cúp cái phone này. Thành ra đây là cái script mà mấy chị phải nói thường xuyên mấy chị. Nó rất đơn giản, nó không có gì khó nữa. Bạn bè với nhau, dĩ nhiên là nói mấy chuyện với người lạ mới khó, cho bạn bè nói, gửi cái link để nói bạn mình nó coi cái đâu gì khó đó mấy chị. Và đề nghị với mấy chị nên làm chuyện đó. Ok, bây giờ mình bước qua cái thứ gì đó, là cái vấn đề webinar. Có thể nói đây là một cái nỗ lực trong suốt thời gian vừa rồi đó mà chị, từ hồi đầu năm bây giờ đó, bữa nay là đúng một tháng. Mình làm việc liên tục 7 ngày một tuần mấy chị, cái webinar vào lúc 9 giờ. Để cho mấy chị có một cái phương tiện đó, là mấy chị không cần phải thuyết trình, không cần phải học bài, không cần phải trả lời câu hỏi, không cần phải bay qua bên Úc, bên Canada mấy chị, không cần phải bay đi New York hay là California hay là Texas. Mấy chị ngồi ngay trong phòng làm việc của mình, trong phòng ngủ, trong nhà bếp, mấy chị chỉ cần gửi cái link, gọi điện thoại, nói bạn bè vào nghe cái webinar tối nay lúc 9 giờ giờ Việt Nam thôi. Mấy anh chị chỉ làm cái chuyện đơn giản này thôi mấy anh chị. Và cái này nó đã xếp đến một tháng này rồi, mình vẫn chưa thấy một số mấy anh chị tận dụng cái cơ hội này. Mình nghĩ mấy anh chị nên tận dụng hai cái mà mình nói tối hôm nay đó. Thứ nhất là cái link vào cái trang suối nguồn tươi trẻ .com, và cái thứ hai đó là cái webinar mấy anh chị. Dĩ nhiên là nó cũng tùy cái đối tượng, nó tùy cái background, nó tùy cái hoàn cảnh của mỗi người đó, và mấy chị nên lựa cho nó đúng. Có một số người là ví dụ như bà nội trợ hay gì đó, mà mấy chị nói bà coi cái webinar thì có thể là bà chưa từng bao giờ mở cái computer ra, hoặc là gặp khó khăn trong vấn đề mà nghe cái webinar đấy, hay là một số người đang làm việc mấy chị vào đúng cái giờ 9 giờ nên người ta bận, hay là người ta làm ca tối thì chắc chắn mấy chị phải gửi cái link kia này. Đó, thành ra tùy trong trường hợp đó, mấy chị có câu hỏi đó, mấy chị có thể liên lạc với mình, mình sẽ chỉ cho, hướng dẫn cho mấy chị từng cái trường hợp một. Nhưng mà mình chỉ có hai cái lựa chọn thôi. Mấy chị chỉ gửi cái link người ta coi bất cứ lúc nào, hay là dự cái webinar nó có cái giờ của nó mấy chị. Nhưng mà được cái đó là trong cái webinar đó, nó nói trực tiếp và người ta có thể hỏi câu hỏi. Trong khi coi cái video đó thì nó coi một cách thụ động thôi. Để mà trong vòng 48 tiếng đồng hồ tới đó mình cũng gọi mình follow up. Cái link đó mấy chị thấy ở dưới này nha. Đây là cái link cho cái link này nó không đổi mấy chị. Mấy anh chị cứ có cái chữ bit.ly đó, nó giống như cái chữ biệt.ly đó, bỏ cái chữ e thôi. Rồi slash cơ hội, mấy chị gửi cho tất cả mọi người, bạn bè quen trên thế giới, hoặc những bạn mà mấy chị quen ở trong Facebook. Mấy chị nên có cái script. Mình đề nghị đó là cái script này nó đơn giản thôi, để mà làm cái webinar đó. Mình có làm quen với lại một vài người ở một số quốc gia khác mà chị. Ví dụ như mình có thể vào trang Facebook mà chị search cái họ Nguyễn, họ Trần, họ Lê gì đó đó. Hometown đó là Sài Gòn, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Hội An, Vĩnh Long gì đó. Và cái currency đó mà chị, mấy chị có thể chọn now living in gì đó, mà chị có thể chọn Germany, Canada, New York hay là California, bất cứ vùng nào mà mấy chị muốn tìm người nè, thì nó sẽ lướt thấy những người mà Việt Nam, ví dụ quê quán ở Sài Gòn thì đang ở Argentina. Sau đó mấy chị gửi người ta cái message. Mấy chị đừng có đường đột mà ép người ta vào mấy chị. Mình nghĩ là nên ép mấy chị, nên viết một cái message rất ngắn và làm quen với người ta trước mấy chị. Mấy chị phải làm quen trước nha, đừng có ngay từ đầu mà nói chuyện như thế này. Mấy chị phải làm quen trước. Rất hân hạnh được làm quen với anh, với chị ở Argentina. Tôi đâu có biết là ở Argentina có người Việt mình ở đó. Thành ra tình cờ thấy anh chị đang sinh sống ở Argentina thì thích quá nên muốn làm quen với anh chị. Dạ đấy, các chị đừng có nói gì thêm. Rồi sau đó 2-3 ngày,
mấy chị coi có thể người ta post cái hình gì đó, post con lên đó mấy chị khen con người ta đẹp chút xíu, mấy chị khen cái này khen cái kia, rồi từ từ nó mình build up cái relationship. Sau đó mấy chị mời vào, mấy chị hỏi một vài chuyện, nha, đang làm gì ở đâu, công ty sắp vào Việt Nam, không biết là mấy chị ở Việt Nam qua đây du học hay gì đó đấy, hay đi lao động gì đó, hay là vừa mới định cư đó có còn ai thân nhân ở Việt Nam không chẳng hạn. Mình nhiều cách để nói lắm mấy chị, nhưng mà cái invitation script này đó mình sẽ post lên cái trang Facebook sau, tại vì tối nay đó mình không có đủ giờ đó, và cái script này thì tương đối nó dài đó, thành ra mình không thể bỏ trong cái trang này được. Nhưng mà để cho mấy chị biết đó là những cái script này nó mình đã có sẵn rồi, hay là khi mà mình nói như vậy đó mấy chị, người ta sẽ hỏi lại một vài câu đó, bây giờ làm thế nào để mà mấy chị có thể overcome, có thể trả lời được một cách thỏa đáng đó về cái đoạn mà mấy chị mời này đó. Mình sẽ trình bày luôn trong một cái trang đó để cho mấy chị thấy. Thành ra mình trở lại cái lý do đó, lý do tại sao mấy chị phải dùng hai cái một cái đoạn video và cái webinar có mỗi ngày mấy chị, là thứ nhất là mấy chị không bao giờ đi ra ngoài một mình, mấy chị không cần phải đi phải đi ra ngoài với ai đó. Và cái thứ hai mấy chị không cần phải làm thuyết trình, vì không phải ai cũng làm được mấy chị. Cái thứ ba đó mấy chị không cần phải trả lời, là tại vì có hỏi đâu trả lời, người ta đâu có hỏi đâu mấy chị. Và mấy chị không cần phải là cái người expert, tức là cái người mà sành điệu đó, hay là phải rành nói chuyện giống như Từ Trinh hay là chị Hà hay chị Văn Lam, mấy chị không cần gì đó. Và cái sau cùng mấy chị, nó dễ dàng để sao chép, vì mọi người chỉ làm một cái chuyện thôi, là mời, invite mấy chị. Nó giống như mấy chị đi qua một cái phim hay, bây giờ về nhà đó mấy chị chỉ mời thằng bạn của mình hay đứa em của mình nó đi xem thôi mấy chị. Và chắc chắn mấy chị sẽ không bao giờ ngồi kể nguyên cái chuyện phim, vì mấy chị kể ra thì chắc chắn nó sẽ không đi nè. Thật ra đây là một cái ví dụ để cho mấy chị thấy nè, nếu team của mấy chị nó có một người, mỗi người có 20 tên mấy chị, và trong 20 cái tên của bạn quen biết này đó, mấy chị gửi một là cái video clip làm giàu có.com, hai là mấy chị mời vào cái webinar đó, thì thường thường cái tỷ lệ là 20% đó, người ta sẽ gia nhập. Sau khi nghe xong bài webinar, sau khi tò mò quay cái đoạn video làm giàu không khó, thấy hấp dẫn quá, thấy không thể nào bỏ lỡ cái cơ hội khi nuôi xin mở cửa thị trường Việt Nam, trong số đó sẽ có 4 người người ta tham gia mấy chị. Nếu team của mấy chị có 5 người, mỗi người biết 20 người, đây là những cái tên quen trong Facebook, thì với cái tỷ lệ là 20% đó, mấy chị sẽ có 20 người news distributor trong tháng đó. Nếu team mấy chị có 25 người, nếu team mấy chị có 100 người, nếu team mấy chị nó từ team mấy chị trở xuống, ví dụ như trường hợp của An, của Phượng hay của một số mấy chị, của Tài, của Vinh, của Kiệt ấy, nếu có 500 người, mỗi người 20 người mấy chị, thì mấy chị có thể sponsor 20%. Ví dụ như mình lấy con số này là 100 này mấy chị ha. Nếu team của mấy chị đang có 100 người, nếu mỗi người đã chuẩn bị cho mình 10 cái tên và nội trong vòng tối nay đó, mình ngồi mình gửi email và mời người ta nghe cái video clip hoặc là tham dự cái webinar tối ngày mai vào lúc 9 giờ giờ miền Đông, mình vào tối ngày mai là ngày thứ bảy, thì biết chắc lắm anh chị, cái tỷ lệ là 20% là sẽ có 400 người join. Bây giờ 400 người này join đó anh chị, bây giờ mỗi người 20 người nữa thì anh chị nghĩ như thế nào, và cũng tỷ lệ 20%, và anh chị cứ xoay vòng cái chuyện này thôi. Thật ra trong cái bữa sách này đó anh chị, mình nói là mấy anh chị run cái system nó run cái business, mấy chị run cái system đó là cái system này đó mấy chị, chứ mấy chị không cần phải run cái business là phải ra ngoài ngồi xuống làm demo, mấy chị làm showroom showcase gì đó rồi từng người một vào mấy chị, rồi sau đó hầu như mấy chị phải làm là tại vì nó không có duplicate hoặc là nó mất rất lâu thì người ta mới có thể làm demo giống như mấy anh chị được. Trong khi mấy chị dùng những cái phương pháp này đó và pick một vài cái sản phẩm mấy chị quay cái package đi, mấy chị chọn những cái sản phẩm rất bình thường nhưng mà nó có cái hiệu quả và cái sức thu hút, ví dụ như cái True Face S&O Ultra, hay là một vài cái sản phẩm về Lifehack Nano, về gấp, về cái Vitality chẳng hạn mấy chị. Mấy chị chọn những cái rất đơn giản đó, vì chính những cái đơn giản đó thì nó mới duplicate được. Thành ra đó mấy chị nên nhớ nè, trong tất cả những chuyện mình làm, bây giờ mình nhảy qua tiếng Việt, trong tất cả những chuyện mình làm mấy chị phải đơn giản cho đến khi không thể đơn giản hơn được. Và mình nghĩ là cái con video này nó đã đạt tới cái độ
tới cái độ thần của nó, tức là không thể nào đơn giản hơn được. Đơn giản ở đây đó là mình đỡ dùng cái miệng đấy. Mình nghĩ cái tai hại nhất đó là mấy chị, cái miệng mà mình mấp máy nhiều chừng nào đó là tai hại chừng đó mấy chị. Cái miệng mà mấp máy, cái chuyện nó đồng nghĩa với đi đạp phải gì, cái miệng nó mấp máy. Thành ra cái miệng mình nó đỡ mấp máy mấy chị, có nghĩa là mình nói rất ít để người ta nghe cái video và người ta nghe ai đó làm cái webinar đó, thì cái tỷ lệ mà mình phải đạp phải mìn đó mấy chị nó bớt lại. Và chính đó nó giúp cho mấy chị thành công ở trong cái business này, giữ sự đơn giản. Và mấy chị phải cam kết giữ sự đơn giản nha, không bao giờ thêm mấy chị. Mỗi ngày nữa mấy chị luôn luôn tâm niệm đó là hôm nay mình phải làm cái gì đó để cho nó đơn giản mấy chị. Không nên cho quá nhiều thông tin, coi chừng bị bội thực. Miếng ăn ngon lắm mấy chị, không có nghĩa là mình phải cho người ta ăn nhiều nữa. Dĩ nhiên là công ty tốt, sản phẩm hay, mình rất tự hào về New Skin, mình rất tự hào về cái sản phẩm, mình rất tự tin về cái tương lai của mình. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là mình ngồi mình nói suốt cả mấy tiếng đồng hồ với chị. Vì rõ ràng lắm, nó nói nhiều nó giống như ăn mà với chị. Mình bội thực, mình dễ bội thực và người khác cũng dễ bội thực. Thành ra đó, cái điều sau cùng mình muốn nói để kết thúc cái buổi webinar tối hôm nay. Mấy chị đừng nghĩ cái website và cái webinar mình vừa mới nói là để thuyết phục nha. Thật ra đó, cái đỉnh cao của cái việc làm network marketing cũng giống như những cái chiêu thức của những người thành công trong business này đó mấy chị. Người ta dùng cái website làm giàu không khó .com và cái webinar mỗi ngày đó mấy chị để gạn lọc, để sort people out, chứ không phải là để thuyết phục mấy chị. Khi mà mình nói business, mình gửi email ra đó mấy chị cho mọi người đó, mình coi có thể trong số đó có ai là người coi cái video, có ai là người mà nghe cái bài webinar nó về tối ngủ không được mấy chị. Mình đang dùng hai cái phương tiện này để gạt lọc, để lọc mấy chị, để chọn lựa, chứ không phải để thuyết phục. Một số mấy chị nói, ôi tôi dùng cái webinar làm sao mà suốt cả mấy ngày nữa tôi không có recruit ai, hay là tôi gửi cái làm giàu không khó .com ra, người ta nói rồi cái website này nó không đẹp giống như cái website của Microsoft hay là của New Skin. Vì đâu có phải là mình dùng cái đó để mình thuyết phục mấy chị, mà mình dùng cái đó để gạt lọc, để chọn người mấy chị. Vì trong cái business này đó, mình đang ở trong cái business là đi chọn lựa người chứ không phải đi thuyết phục. Người ta nói một cái câu là we are not in the business of convincing people, we are in the business of sorting people out. Mình đang ở trong business đi chọn lựa mấy chị. Và đó là lý do tại sao mình dùng cái phương tiện. Thành ra cái vấn đề là mình nói nhiều quá, giống như mình đạp tới mình đó, cái chuyện đó chắc chắn, cái đó là no no no, mình không bao giờ mình làm điều đó mấy chị. Và cái thứ hai, lý do tại sao dùng hai phương tiện này là để mình gạt lọc chứ không phải để thuyết phục. Thành ra mình mong là mấy chị hiểu được cái ý, cũng giống như mấy chị cương quyết với cái đội ngũ, cái team của mình đó mấy chị. Tức là mình phải giữ cái sự đơn giản, vì chỉ có cái sự đơn giản nó mới nhân rộng được, nó mới sao chép và nhân rộng được mấy chị. Mấy chị ở bất cứ nơi nào, người Việt Nam mình ở Việt Nam, ở Hà Nội, ở Hải Phòng, ở Bình Dương, ở Vũng Tàu, ở Cần Thơ, hay là người Việt ở Canada, hay là người Việt ở Sydney, hay là người Việt ở San Francisco mấy chị. Mọi người đều làm một chuyện như nhau thôi, tức là dùng cái trang làm giàu không khó .com và cái mời webinar mỗi ngày mấy chị. Mình mong là chiều mai, tối mai 9 giờ tối đó, mỗi ngày 9 giờ sáng giờ Việt Nam, mấy chị phải mời nhiều người vào dự những cái đó mấy chị. Không phải là mấy chị mong là người ta mọi người vào người ta gia nhập, nó không có đâu mấy chị. Nhưng mà mấy chị nên dùng cái phương tiện đó để mà mình tìm được một cái con người. Mấy chị giống như mấy chị mở những cái con nghêu đó, mở những con sò, con hào đó mấy chị. Có ai thử cái con hào nó có ngọc đó, thì mấy chị lấy. Con nào nó không có ngọc mấy chị, mấy chị đề nghị mấy chị nên bỏ xuống đất. Chứ mấy chị đừng có ấp ủ nữa. Mấy chị đừng có bỏ nơi túi, hay là lâu lâu 5-3 phút mình mở ra dòm cái coi thì nó có ngọc như mấy chị. Nó không có là không có mấy chị, nó có là nó có, mà mình chỉ nên lựa những con mà nó có thôi. Và đó là lý do tại sao đó là hai cái phương tiện để mà mình chọn lọc, chứ không phải là để mình thuyết phục. Thành ra một lần nữa cảm ơn sự theo dõi của mấy chị và xin hẹn mấy chị lại vào tuần tới. Mong là mấy chị mời và tận dụng hai cái phương tiện này, tận dụng tối đa mấy chị và huấn luyện cho cái team của mình làm tương tự như vậy. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mấy chị. Chúng mình chị ngủ ngon. Ok, chào mấy chị. Hôm nay mình...